Các bạn thân mến, quay trở lại quá khứ vào ngày 7 tháng 5 năm 2000, có một sự kiện đã làm thay đổi lịch sử nước Nga và toàn thể thế giới. Đó là việc Putin chính thức nhậm chức nguyên thủ nước Nga. Kể từ thời điểm này, tổng thống Putin đã bắt tay vào hành trình đưa nước Nga dần lấy lại vị thế của một siêu cường đã mất. Ngay sau khi trúng cử, Putin đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm lấy lại quyền lực chính trị cho điện Kremlin vốn đã bị lu mờ trong cơn hỗn loạn của nước Nga. Đầu tiên, ông cho xây dựng lại hệ thống quyền lực từ trên xuống dưới cái được gọi là quyền lực theo chiều dọc như truyền thống. Dưới thời Gelsin, 89 vùng lãnh thổ chính trị cấp dưới liên bang ở Nga đã được trao những quyền tự trị rất lớn, dẫn tới sự suy yếu của quyền lực trung ương ở Moscow. Lợi dụng điều đó, phương Tây đã bơm kích cho các thế lực ly khai Chechnya nổi loạn, với mục đích làm tan rã hoàn toàn liên bang Nga. Để giải quyết tận gốc vấn đề nhức nhối đó, thì vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, Putin đã ban hành một sắc lệnh tổ chức lại 89 chủ thể liên bang của Nga thành 7 quận quận liên bang hành chính, rồi tiếp đó ông bổ nhiệm 7 đại diện của Tổng thống tại mỗi quận liên bang. Có thể nói, để phá vỡ nguy cơ ly khai cắt cứ của các vùng tự trị, thì bước đi quyết liệt của Tổng thống Putin là hết sức kịp thời. Một bước đi nữa của Tổng thống Putin là tiến hành cải cách triệt để hệ thống Thượng viện Nga và Ủy ban Liên bang Nga. Ông cho thay thế dần các nhân sự cũ không đạt yêu cầu, kể cả những người được coi là thân cận của Jensen việc này đã giúp bộ máy mới vận hành trơn tru và hiệu quả hơn kế đến putin phải đối đầu với các quan chức thoái hóa và nhóm lợi ích tài phiệt bất tuân phục một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến là gusinsky bererovsky và sau này là kodorkovsky gusinsky là người cầm đầu các thành viên chủ chốt trong bộ máy cũ của Yeltsin. thế nhưng chỉ trong vòng một năm sau khi putin nắm quyền gusinsky đã bị biến từ một người có ảnh hưởng lớn trở thành một kẻ ra tù vào tội các chiến dịch thanh lọc của putin đã vấp phải sự chỉ trích rất lớn của tây nhưng mà theo lẽ thường kẻ nào được phương tây tung hô thì đa phần kẻ đó là kẻ gây hại cho đất nước còn người nào bị phương tây ghét bỏ hay nói xấu thì đó là những người làm lợi cho đất nước một ví dụ điển hình là phương tây luôn ca ngợi các nhân vật được mệnh danh là bất đồng chính kiến của các quốc gia bất tuân phục thậm chí còn trao cả giải nobel hòa bình cho các nhân vật kiểu đó với mục đích dùng họ làm kẻ lĩnh ấn tiên phong cho các cuộc cách mạng màu còn những người bị phương Tây vu cho là độc tài thiếu dân chủ như tổng thống Nam Tư, tổng thống Libya, tổng thống Iraq thì đều là các vị tổng thống anh hùng, đã giúp cho đất nước họ giàu có và tươi đẹp, nhân dân được hưởng rất nhiều ưu đãi. Hãy nhìn kết cục bi thảm của các quốc gia đó mà xem. Sau khi được hưởng cái dân chủ giả cầy của đế quốc Mỹ, kẻ thì bị tan rã như Liên bang Nam Tư, còn kẻ thì nội chiến liên miên, nhà tan cửa nát như Libya. Vậy nên dù bị phương Tây chỉ trích nhưng nhân dân nga vẫn ủng hộ tổng thống putin quyết thanh lọc đám quan chức thoái và đám tài phiệt đang lũng đoạn hệ thống chính trị của nga sở dĩ putin có khả năng thực hiện những cải cách mạnh mẽ đến vậy là vì ông có sự hỗ trợ đắc lực từ các chính khách xuất thân tình báo như ông họ cũng rất căm phẫn với đám tham quan vô lại và đám tài phiệt lũng đoạn làm hại nước nga nhưng lực bất tòng tâm nay với sự xuất hiện của putin họ như đã tìm được minh chủ của mình và toàn tâm toàn ý đi theo giúp sức nhìn chung Nhiệm kỳ đầu tiên của ông đã diễn ra tương đối suôn sẻ. Hình ảnh Tổng thống Putin trong lòng người dân đã trở thành một biểu tượng cho sự nam tính, tận tình và quyết đoán. Không chỉ có những bước tiến lớn về mặt chính trị, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2004, Tổng thống Putin đã bắt đầu tái thiết lại nền kinh tế Nga từ tình trạng suy sụp thời hậu Xô Viết. Ông tìm cách dàn xếp với các nhóm tài phiệt công nghiệp lớn. Đây là các nhóm đang sở hữu nguồn lực hùng mạnh rất cần thiết cho sự phát triển của nhà nước Nga. Putin dường như đã đạt được một dạng thỏa thuận ngầm với nhóm các nhà tài phiệt này. Họ được phép duy trì quyền lực ngầm nhưng nhưng với điều kiện phải phục tùng các chính sách của tổng thống Putin. Ông cũng áp dụng các cải cách thuế mang tính toàn diện, mang lại nguồn thu ngân sách lớn. Và trong giai đoạn này, kinh tế Nga đã tăng trung bình 7% mỗi năm, một con số cực kỳ khả quan. Một yếu tố khách quan giúp nền kinh tế Nga bùng nổ trong giai đoạn này là nhờ giá dầu cao kỳ lục nhờ đó mà Nga đã có thể trả hết các khoản nợ của Liên Xô còn tồn động vào năm 2005. Ngoài ra nhờ nguồn lực có được từ việc bán dầu, Nga cũng tập trung mạnh vào sản xuất và xây dựng, tạo nền tảng vững chắc cho những giai đoạn tiếp theo. Vào ngày 14 tháng 3 năm 2004, Putin đã thắng cử nhiệm kỳ thứ hai với 71% số phiếu bầu, một con số áp đảo tất cả các ứng cử viên còn lại, mặc cho nhiều tiếng xì xào thì các tổ chức giám sát của châu Âu cũng đành phải tuyên bố cuộc bầu cử là tự do và công bằng. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2004, sau vụ khủng bố con tin ở trường học tại Beslan và các vụ tấn công của khủng bố Nga vào Moscow, Tổng thống Putin đã đưa ra đề xuất thay thế các cuộc bầu cử thống đốc vùng bằng một hệ thống mới. Cụ thể, họ sẽ được Tổng thống đề cử và quyết định phê duyệt tùy thuộc vào các cơ quan hành pháp địa phương. Cùng ngày hôm đó, Tổng thống Putin đã công khai ủng hộ kế hoạch của Ủy ban Bầu cử Trung ương về việc bầu các đại biểu dựa hoàn toàn trên sự giới thiệu từ các vùng. Như vậy, Tổng thống Putin đã đi thêm một bước nữa để củng cố sức mạnh Trung ương tập quyền cho Moscow, một cách để chấm dứt tư tưởng ly khai vẫn còn âm ỉ khắp nơi. Về mặt kinh tế, sau hai nhiệm kỳ liên tiếp thực hiện chính sách tập trung vào sản xuất và xây dựng để tái thiết nước Nga, Tổng thống Putin về cơ bản đã ổn định được tình hình đất nước. Tuy nhiên, ông vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế Nga khi ấy được đánh giá phần lớn là do giá dầu tăng, và vì vậy có nguy cơ mất cân bằng kinh tế nếu một khi giá dầu bị giảm. Tuy nhiên, sự phát triển của nền kinh tế cộng với vị thế chính trị của Nga tăng lên trên trường quốc tế đã khiến người người Nga cảm thấy lạc quan hơn và đem lại cho nhiều người cảm giác như siêu cường Liên Xô đang quay trở lại. Mặc cho con mắt tu cực từ phương Tây, thì sau hai nhiệm kỳ tổng thống Putin đã được người Nga yêu mến hết lòng bởi những đóng góp to lớn cho đất nước. Nói chung thì các bạn cứ nhớ nguyên tắc, ai làm tốt cho đất nước, giúp nước họ độc lập tự chủ giàu mạnh thì đều sẽ là kẻ thù của thế giới phương Tây đơn cực bá quyền hết, chứ chẳng phải là vì tự do dân chủ hay là vì sự khác biệt tư bản cộng sản như họ hay rêu rao đâu. Nếu mà tuân phục theo họ thì có độc tài hoàng gia trị như Ả Rập Xê Út thì vẫn được phương Tây cưng nựng, chứ mà để phương Tây ngứa mắt thì dù có tư bản đa đảng như Libya, Iraq hay Nga thì vẫn cứ bị coi là phi dân chủ độc tài ngay, nhớ nguyên tắc đó nhé cả nhà. Và như đã nói ở trên, vì quá yêu mến Tổng thống Putin nên khi nhiệm kỳ thứ hai sắp kết thúc, nhiều người đã đề nghị sửa đổi hiến pháp Nga để cho phép Putin ra tranh cử Tổng thống lần thứ ba. Sự đề xuất này nhanh chóng được quần chúng lần thứ ba. Sự đề xuất này nhanh chóng được quần chúng nhân dân Nga ủng hộ nhiệt liệt, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Putin, khẳng định cho những thành tiệu mà ông đã đóng góp được cho đất nước nhưng điều này cũng khiến tổng thống putin khó xử ông sẽ phải chọn lựa giữa hai phương án phương án thứ nhất là sửa đổi hiến pháp nếu làm theo phương án này thì ông sẽ bị phương tây dùng nó là cái cớ để chỉ trích và lên chiến dịch bôi nhọ coi ông là một người tham quyền cố vị là phi dân chủ là độc tài còn theo phương án hai thì ông sẽ phải chọn rời ghế tổng thống nếu điều này xảy ra thì không biết liệu người kế nhiệm putin có lèo lái con thuyền nước nga đi đúng hướng hay không vì nó vốn dĩ mới chỉ ra được vũng lầy đen tối ít lâu mà thôi. Và cuối cùng Putin đã lựa chọn phương án thứ hai. Ông từ chối đề xuất sửa đổi hiến pháp, không tham gia kỳ tranh cử Tổng thống năm 2008. Tuy nhiên do trong cuộc bầu cử năm 2007, đảng nước Nga thống nhất do ông đứng đầu đã chiến thắng. Qua đó vẫn đề ngỏ khả năng ông lên làm thủ tướng. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2007, Putin tuyên bố ủng hộ Phó Thủ tướng Dmitry Medvedev trở thành người kế nhiệm mình. Và trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2008, ông Medvedev đã trở thành tổng thống và đề cử Putin giữ chức Thủ tướng Nga. Putin chính thức nhậm chức vào ngày 8 tháng 5, mở ra giai đoạn nắm giữ chức Thủ tướng lần thứ hai kéo dài 4 năm. Nói chung đây là một mưu kế chắc tuyệt của tổng thống Putin, vừa không phải sửa đổi hiến pháp, mà vẫn tiếp tục duy trì được quyền lực để lèo lái con thuyền nước Nga đi lên nhiều kẻ mê tây ở Việt Nam hay vu cho người khác là độc tài nếu họ nắm quyền lâu, kiểu như Tổng thống Putin. Thế mà nước Mỹ là độc tài bá chủ suốt mấy chục năm nay thì không thấy bọn đó nói gì nhỉ? Mỹ dùng quyền độc tài đó ngang nhiên đi cấm vận Việt Nam suốt mấy chục năm và hiện nay vẫn đang cấm vận người anh em Cuba của chúng ta. Cái độc tài đó của Mỹ sao chẳng thấy các ngươi nói đến vậy? hạ đám mê tây đạo đức giả và tiêu chuẩn kép kia. Quay trở lại với chế độ song quyền Medvedev Putin thì mặc dù chức vụ thủ tướng trên danh nghĩa không bằng tổng thống, nhưng thực tế thì Putin mới là người lãnh đạo uy quyền nhất trong giai đoạn này. Putin trên cương vị thủ tướng đã bảo vệ thành công nền kinh tế Nga trước những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, vốn bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ. Để chống lại những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, ông Putin đã bơm hàng nghìn tỷ giúp vào nền kinh tế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các ngân hàng. Hành động kịp thời này của ông đã giúp ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của các ngành công nghiệp, kiềm chế lạm phát và thực thi đầy đủ các cam kết xã hội của nhà nước đối với người dân. Tuy con số tăng trưởng giai đoạn này chỉ là 4,3%, thấp hơn mức 7% trước khủng hoảng, nhưng vẫn là một con số rất lạc quan so với phần còn lại của thế giới. Nhờ chính sách tập trung vào khí đốt trong giai đoạn này, Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể dầu mỏ và khí đất tự nhiên của Nga đã có lúc chiếm tới khoảng duy trì sự ổn định của nền kinh tế nước này. Ngoài những thành tiệu kinh tế đã nói ở trên, các cải cách về mặt xã hội của Putin dưới nhiệm kỳ thủ tướng cũng rất đáng được chú ý. Ông đã từng bước khắc phục sự suy giảm dân số của nước Nga, thông qua các chính sách phúc lợi xã hội trong suốt những năm 2008 đến năm 2012. Theo đánh giá của Tổng thống Putin thì với tiềm lực đất đai và tài nguyên khổng lồ của nước Nga, thì số dân 150 triệu của Nga là quá ít, không xứng tầm. Còn theo đánh giá cá nhân của tôi thì nước Nga phải có trên 300 triệu dân, tương đương Mỹ mới là phù hợp vị thế cường quốc của nó. Thực ra sau khi Liên Xô sụp đổ, người dân Nga đã từng mơ đến một viễn cảnh xa hoa như trong các bộ phim Hollywood, đó là cuộc sống với những căn biệt thự xinh đẹp bên bờ biển đầy nắng và gió, những chiếc siêu xe đắt tiền, những món thời trang thời thượng sở dĩ có điều này là do truyền thông tâm lý chiến phương tây đã bơm thổi vào đầu họ những hình ảnh đó khiến một bộ phận lớn người liên xô khi đó cảm thấy của họ rất khổ sở bất mãn mặc dù thực tế thì không đến mức như vậy đây cũng là điều mà nhiều người việt nam cũng đang nhầm tưởng họ luôn nghĩ về một thế giới phương tây cứ sang đó là có cuộc sống sung túc hưởng lạc người liên xô khi đó có thể không xa hoa lộng lẫy như trên phim hollywood nhưng cuộc sống của họ rất yên bình và đầy đủ với giáo dục và y tế miễn phí nhà cửa thì được cấp phát công việc thì được sắp xếp giao thông đi lại thì có các phương tiện công cộng giá rẻ và chính người liên xô chứ không phải ai khác đã tự tay phá hủy nhà nước của chính mình họ im lặng và đồng tình trước việc các nhà lãnh đạo của họ tự tay giải thể liên xô và đời đâu phải như mơ và đời cũng không phải chỉ toàn thơ sau khi liên xô bị giải thể thì lúc đó người liên xô mới nhìn ra được chân tướng của sự thật hóa ra cuộc sống của họ khi đó lại bi thảm đến cùng cực Tài sản của đất nước thì bị rơi vào tay đám tài phiệt lũng đoạn và quan chức tha hóa, cùng các ông chủ Âu Mỹ. Xã hội thì đầy rẫy các băng nhóm xã hội mafia. Công việc thì không còn, tiền bạc thì cạn kiệt. Nói chung mọi thứ mà họ có được thời Liên Xô thì đã mất, và mọi thứ họ mơ ước về thế giới phương Tây xa hoa lộng lẫy thì đều là ảo ảnh tan vỡ. Người Nga và các dân tộc Liên Xô cũ khi đó phải rơi vào thực tại phũ phàng. Họ chán nản, đâm ra nghiện rượu, bi quan đến mức không còn muốn sinh con và từ đó dân số cứ thoái hóa và suy giảm dần. Nếu không có sự xuất hiện của Tổng thống Putin thì nước Nga đã bị chia làm nhiều mảnh và người Nga sẽ trở thành nô lệ phục dịch cho các ông chủ phương Tây ngay chính trên mảnh đất quê hương của mình, một kết thúc thảm thương cho nước Nga đã nằm sẵn trên bản kế hoạch của các bộ ọc cáo giả phương Tây. Thôi thì trời vẫn còn thương nước Nga và nước Nga cũng chưa tận số nên đã cử Putin đến với nước Nga nên giờ đây mới có cảnh nước Nga đã vượt Đức thành nền kinh tế số một châu Âu chứ các bác nhỉ. Nói qua chút để các bác hiểu, cứ ăn bánh vẽ của phương Tây để bất mãn với Đảng Cộng sản, rồi vô ơn để bất mãn với Đảng Cộng sản, rồi vô ơn với tiền nhân cứu quốc nước Việt thì cuối cùng cái kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Mấy anh chị me Tây Việt Nam cứ nhìn bài học me Tây Liên Xô để sáng mắt sáng lòng đi nhé quay trở lại câu chuyện thì một trong những cải cách quan trọng nhất trong lĩnh vực xã hội Nga dưới thời thủ tướng Putin là về chế độ hưu trí. Theo đó, Nga tiến hành đánh giá lại các quyền lợi khi về hưu của những người đã có cống hiến trong thời kỳ Xô Viết. Việc hỗ trợ phát triển lĩnh vực giáo dục và y tế cũng được coi là một trong những phương hướng hoạt động chính của chính phủ Nga. Vì vậy, trong 4 năm làm thủ tướng, Putin đã cố gắng hiện thực hóa một số sáng kiến cải thiện đời sống được đưa ra từ nhiệm kỳ tổng thống 2000 đến năm 2008. Trong đó Đáng chú ý là việc thí điểm kỳ thi quốc gia thống nhất đã được thực hiện trong 8 năm ở các khu vực của Nga và được ghi nhận là mang lại hiệu quả. Các bạn thân mến, hiện nay tổng thống Putin lại tiếp tục cùng nhân dân Nga phải vượt qua một thử thách vô cùng ngặt nghèo. Đó là đòn tấn công tổng lực của phương Tây trên mọi phương Tây trên mọi lĩnh vực. Liệu Putin có lèo lái được nước Nga thoát khỏi cơn sóng dữ này hay không? Nếu bạn nghĩ là có thì hãy viết số 1. Nếu bạn nghĩ là không thì hãy viết số 2. Hoặc bạn cũng có thể viết một ý kiến khác ví dụ như tôi đã xem hết video để làm diễn đàn thêm phong phú chương trình hôm nay đến đây là tạm dừng nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký chia sẻ và bấm chuông để nhận được các thông báo mới nhất nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau